xin chào mọi người. Hôm nay thì Giang sẽ khui cái hộp bút phi kim mà hôm bữa Giang được tặng hôm sinh nhật các mọi người. Mình sẽ khui ra và xài thử em nó trong ngày hôm nay. Đây là cái bút phi kim Degma Pen. Cái bút này á là Giang mua ở trên Amazon đó mọi người. Giang mua là 89 euro. Ở trong đây thì nó sẽ có luôn những cái đầu để mình phi kim tại nhà. Để Giang khui ra cho mọi người xem nha. Đây, cái bộ bút nó gồm như thế này đây. Ở đây nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn mình sử dụng cái bút này như thế nào, cái hộp đựng. Còn đây là những cái đầu để những cái đầu kim để mà mình gắn và mình lăn kim trên mặt mình. Đó. Đây nè mọi người. Đó. Ở đây nó sẽ có nhiều cái cấp độ, như là cái này là 12 nickly, rồi cái này là đầu nano nè mọi người. Rồi nó sẽ có hai đầu nano, hai đầu 12 nickly và hai đầu 36 nickly. Thì Giang nghĩ là Giang sẽ không có xài mấy cái đầu 12 với lại 36 đâu. Giang chỉ xài cái đầu nano thôi. Mình sẽ xài cái đầu nano. Và cái đầu kim này sau khi mọi người xài xong là mọi người sẽ giục nó đi, chứ không có sử dụng, không có tái sử dụng lại được. Cho nên mình chỉ xài cái đầu kim này một lần thôi, rồi mình bỏ, mình sẽ mua cái đầu mới. Những cái đầu kim này bán trên Amazon nó rất là rẻ, nó có khi mua một lốn có mười mấy đồng thôi mọi người. Còn cái bút á thì mình mua thì họ cho mình luôn cái những cái đầu kim mình sử dụng như này, mọi người sử dụng xong rồi mình bỏ thôi. Rồi đây là cái cây bút phi kim này, là cái đầu tích điện pin sạc để dành cho khi mà mình tích điện vô đây thì mình sẽ sử dụng em nó không dây được á, sang phi. Còn cái này là cái đầu để mà mình sạc rồi mình cắm với lại cái phích điện này. Rồi đây mọi người, đây là cái cục pin của nó nè. Rồi thí dụ như mình đây là cái nút để chỉnh, nó đang từ không, thí dụ mình muốn chỉnh nó là về cái mũi kim lên 0.25, 0.5, 0.75 gì đó thì mọi người chỉnh thôi. Chỉnh cho nó ngay cái mũi tên này là được. Nếu mà mọi người sử dụng ở nhà bút phi kim thì chỉ nên sử dụng từ 0.25 tới 0.75 thôi, và tránh sử dụng trên 1 mm. Tại vì nếu mà mình sử dụng trên 1 mm hay là 1.5 mm á, thì mình cần phải ra những cái thẩm mỹ viện uy tín hoặc là đến bác sĩ để họ làm cho mình, chứ mình không có nên tự làm ở nhà thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì nó có thể gây chảy máu và mình không có biết cách xử lý thì dễ bị người ta gọi là tai biến da đó. Thì dân đọc thì dân thấy như vậy, nên nhiều khi cái da châu Á mình nó mỏng quá, nó bị bầm khó lâu đó, là lúc đó cái mặt mình như cái dề cơm trái luôn là tiêu á. Do dân chưa có sạc pin ở cái pin dự phòng cho nên mình sẽ xài trực tiếp bằng cái dây luôn. Cái dây cắm mình sẽ cắm vào trong cái đít của nó này, nó có cái đít nhỏ đằng sau nè mọi người. Nếu mà mọi người không có ở xài nhà mà không cần pin á thì mình sẽ cắm trực tiếp vô rồi cắm điện xài thôi. Mình sẽ thử. Rồi ở đây họ có cho cái túi nữa với lại cái hộp đựng. Rồi mọi người thông cảm nha, trời nó hơi tối tại vì dân quay phim khi mà con dân nó đi ngủ hết là mình phải tắt đèn hết á. Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp cái kit BB Cloud này. Đây là cái kit BB Cloud mình cũng đặt ở trên Amazon luôn. Dạ bên này người ta sử dụng cái này nhiều lắm nên mình cũng muốn thử coi nó như thế nào. Rồi đây mọi người, cái em nó này. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Rồi. Đấy. Mọi người ơi,
ở trong đây á thì nó có những cái serum, nó giống như là những cái serum để phục hồi da đó. Nó sẽ có những cái serum như là DNA cá hồi nè, rồi Gold Ampoule là giống như mấy cái serum để dưỡng da vậy thôi, rồi làm trắng này kia, rồi trị thẹo này nọ. Rồi Dân đã mua cái kit này, Dân không có mua cái loại BB Cloud mà là cái phấn, Dân không có thích cái loại nó, mà Dân chỉ thích làm mua cái loại này để làm dưỡng da thôi, cho nên mình mua cái loại này. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi thử cái loại em nói như thế này đây. Đây là cái khó giờ mua ha. Cái này là cái chai serum mà DNA somon, là DNA của cá hồi á mọi người. Rồi cái này á, là chống cái serum chống nhăn chống thẹo nè, nó có tới 3 chai luôn, 3 chai serum này luôn. Rồi tiếp theo á, là làm sáng da nè. Rồi cái này là làm tươi mới nè, nó ở trong đây nó có peptide giống như cái loại collagen mà Dân hay uống á mọi người. Rồi cái này là serum làm trắng da, cái nước serum làm trắng da. Rồi vậy là xong cái video clip đập hai cái hộp và bút phi kim và cái serum dưỡng da. Serum gồm có 12 cái sản phẩm để chăm sóc da của Dân. Dân mua nguyên cái kit này 12 lọ serum. Bây giờ thì Dân sẽ đi ngủ đây và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp ở một cái video khác mà mình sẽ chạy thử cái bút đẹp ma này cùng với lại cái em serum này cho mọi người xem nha. Bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.